Rồi, Triều xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay Triều mới về thêm một chiếc Camry 2.5Q 2019. Giá này nó rẻ hơn 2020 nè anh chị. Rẻ hơn 2020 rất là nhiều luôn. Xe thì Triều thấy nó có một cái camera cặp hông nè. Đây, camera cặp hông nè. Đó, 2019 nha. Xe này mới chạy có 45.000 cây thôi. Giá này hôm nay Triều sẽ để cho một anh chị một cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó, 2.5Q thì sẽ sử dụng hộp số tự động là 6 cấp. Nên nó đi nó cũng tiết kiệm xăng anh chị. Nó kết hợp nó khoảng tầm 7,5 thôi. Còn nếu mà anh chị đi đường dài nó khoảng 5,4 à. Còn nói chung trong đô thị nó khoảng tầm 11 lít. Hộp số tự động 6 cấp anh chị nha. Xe này mới chạy có 46.000 cây thôi. 2.5Q nha. 2.5Q thì nó sẽ có nè. Đầu tiên là cái cửa sổ trời nè. Đó, ga tự động nè. Và thắng tay điện tử tự động dual thắng 3 chế độ lái nha. 46.000 cây. Một mức giá mà Triều đưa ra đảm bảo bên chị luôn, tốt nhất thị trường luôn. 950 triệu thôi anh chị ạ. 950 triệu thôi nha. Đó, đây, năm sản xuất 2019, xuất xứ từ Thái Lan. Xe thì đẹp nha. Anh chị nào quan tâm cái chiếc Camry 2.5Q 2019 không? Rẻ hơn 2020 hả? Trong khoảng 100 triệu nha, 100 triệu luôn. Đó, cái chiếc mà 2.5Q mà hôm bữa giờ Triều đăng, hôm bữa Triều bán xả lỗ 1 tỷ 030 triệu anh chị. Và có khách hàng đã đến ủng hộ Triều rồi. Chốt cái xe đó rồi, khách hàng đã lấy rồi. Thì hôm nay Triều sẽ tiếp tục quay thêm một chiếc 2.5Q nữa 2019 nữa. Và được một cái nè anh chị. Được một cái là cái xe này nó có hai cái màn hình nè. Đấy, hai cái màn hình. Trời ơi, cái này ngồi về sau phải nói là giải trí là tuyệt vời luôn chị ha. Hai cái màn hình đã thiệt. Đó, được cái nội thất rộng nữa nè. Đúng không? Sàn nè, 5D nè, 2.5Q 2019. Có đèn che nắng phía sau cho anh chị luôn nè. Đó, giá có 950 triệu thôi. Rẻ hơn 2.5Q 2020 chắc khoảng tầm từ 80 triệu đến 100 triệu cho anh chị luôn đó. Rẻ hơn luôn. Và cái giá này nha, Triều còn thương lượng luôn. Còn thương lượng cho anh chị luôn. Anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho Triều. Anh em mình trao đổi qua điện thoại không? Còn không thì cứ đến thực tế xe luôn. Anh em mình trao đổi. Được giá thì Triều sẽ chốt luôn cho anh chị luôn. Bán nói chung bây giờ thì thị trường cạnh tranh lắm. Bán được giá là Triều bán thôi. Không? Đó, được hai cái màn hình giải trí phía sau luôn, đã anh chị ha. Quá đã luôn. Màn này là dường như là màn Android luôn anh chị. Màn Android luôn á. Còn xi lông đầy đủ luôn nè, không? Cửa sổ trời luôn. Ghế da đẹp luôn vậy đó không? Rất là đẹp luôn. Vỏ xe nè. Đó, đây để Triều mở cái cốp lên. Quay cái bánh xe dự phòng cho anh chị xem nha. Ô, xe này đã có dán cách âm luôn anh chị ơi. Có dán cách âm luôn nha. Bánh xe dự phòng đây. Chưa sử dụng luôn anh chị. Bánh xe dự phòng chưa sử dụng luôn. Xe có dán cách âm của ba em luôn anh chị nha. Cách âm của ba em luôn. Đó, đây. Rồi, vậy là xe này có dán cách âm luôn anh chị ơi. Có dán cách âm luôn. Quá đã luôn. Vừa dán cách âm nè, mà xe đẹp nữa, mà giá tốt nữa. 2.5Q luôn, 2020 luôn. Mà giá hôm nay có 950 triệu anh chị. 950 triệu à. Có nè, một cái màn hình hát gương luôn, hiển thị tốc độ khi chạy xe luôn anh chị ha. Hiển thị tốc độ khi chạy xe luôn. Đó, thắng tay điện tử tự động giữ thắng luôn. Xe quá trời đẹp luôn. Giá có 950 triệu, lấy Camry đi thì phải nói là tuyệt vời. Xe Camry được cái là giữ giá tốt nữa chứ. Giữ giá tốt nữa. Anh chị đi có thể đi 2 năm, 3 năm hoặc là 4 năm gì đó mà anh chị muốn đổi xe thì ở dòng Toyota nè, mà đặc biệt là cái thương hiệu Camry nữa, em đảm bảo với anh chị luôn, giá nó chắc chắn nó sẽ giữ tốt hơn những xe hàng nha. Giá nó sẽ giữ tốt hơn xe hàng luôn. Bây giờ Triều sẽ tiến hành đi mở cái nắp capo lên để Triều quay cái phần động cơ ha. Động cơ 2.5 cho anh chị các bạn xem qua. Ghế chính điện 6 hướng ha, hai chức năng thổi phòng ghế nha, thấy không? Hai vị trí ghế nhớ nè, xếp gương tự động hoàn toàn. Xe quá trời đẹp luôn, có 950 triệu à. Anh chị nào quan tâm cái chiếc này cứ alo cho Triều anh chị nha. Đó, rất là đẹp. Xe rất đẹp luôn. Đó, và đây là một cái khối động cơ 2.5 nè, 2.5Q. Máy móc là nguyên zin nha. Khi mà xe Triều bán thì Triều cũng sẽ ghi cho anh chị một cái văn bản cam kết bằng giấy tờ đàng hoàng là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Thì những chiếc xe Triều mua á, Triều cũng đã đi vào hãng, check luôn cả là sự hãng cho anh chị rồi nha. Và cũng đã check hết pháp lý cho anh chị luôn rồi. Đảm bảo cho anh chị nha. Đảm bảo cho anh chị hết. Rất là đẹp ha. Nói chung là keo chỉ cabo, khung xương mọi thứ ha. Đảm bảo hết chị là nguyên zin hoàn toàn. Rồi chiếc này thì Triều bán với giá là 950 triệu. Anh chị nào đang quan tâm cái dòng Camry 2.5Q thì cứ alo cho Triều đến coi cái chiếc xe này anh chị nha.